Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 312 Cái bộ truyện tiên giả của tác giả văn ngữ Quay dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha Thì trước khi bắt đầu nội dung của tập 312 Chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha Ở tập trước thì ba người viên minh Đã đi sâu vào trong cái sơn mạch màu xám Rồi cuối cùng bọn họ lại đi đến một cái tòa ngân tháp và được biết đây chính là mấu chốt để điều khiển cái chiếc tam giới phi chu này thì trên ngăn thám có một cái mặt ngân kính Ở trên đó thì có những con số để biểu cho số liệu đăng thuyền lệnh Thì hiện tại con số trên đó là số 9 à, Và còn có một cái đăng thuyền lệnh nữa là đủ 10 cái rồi Là có thể kích hoạt được cái tam giới phi chu này Rồi à, diễn biến kế tiếp như thế nào Thì xin mời quý vị đồng hồ cùng theo dõi nội dung của tập 312 Cái bộ chuyện tiên giả của tế gia vong ngữ nha à, Nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ cấp nhỏ nha đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đầu hữu nghe chuyện thật là vui vẻ. Tư vụ thả nhiên nói Thân phận của chúng ta, ngươi không cần biết Chỉ cần ngươi không can thiệp chuyện của chúng ta thì mưu đồ giữa ngươi và dạng yêu quốc chúng ta cũng sẽ không hỏi tới. Chúng ta song phương theo yêu cầu, được diễn không phạm nước sông, chẳng phải là tất cả đều vui dễ sao? Đại nhật lưu ly viêm trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng mà thấy đám người tô vô thái độ kiên quyết, với lại dường như là thật sự không muốn đối địch với nàng. Liền đè xuống nghi hoặc trong lòng, tiếp tục nhắm mắt thu nạp, linh ký thuộc tinh hỏa trong lòng. Đầu vô cũng như lời nói Vẫn lại đứng ở bên cạnh hang động Lẫn lận chờ đợi Không có làm ra cái hành vi nào Vượt quá khuôn phép Theo đại nhược lưu ly viêm hấp thu Linh lực tụ tính hỏa trong động Nhanh chóng trôi qua Nhâm thạch vốn sôi trào Cũng dần dần trở nên bình tĩnh trở lại Nhiệt độ trong hang cũng nhanh chóng giảm xuống Mực nước trong hồ nham thạch Cũng nông hơn rất nhiều để cho linh khí thuộc tinh hỏa trong động Bị hấp thu hậu như là không còn thì đại nhật lưu đi viêm chậm rãi mở mắt ra thố nhìn qua tô vô sau đó là thân hình mơ hồ hóa thành một đạo kim ảnh nhanh chóng rời khỏi đây tô vô đưa mắt nhìn đại nhật lưu đi viêm sau khi rời khỏi lại yên lặng chờ một lát lúc này mới khẽ cười một tiếng nói thì chúng ta tiết kiệm một chút công phu nói xong hắn bỗng nhiên vung tay lên đánh ra mấy đạo pháp quyết rơi vào trong nham thạch dưới chân. Chỉ thấy chồng dung nham bỗng nhiên dâng lên một cổ linh quang màu bạc, đem dung nham chung quanh bài khai, hình thành nên một cái thông đạo. Ngay sau đó, có một tiếng đổ rầm rầm truyền đến. Một cái cạo cửa lớn ngân quang lóe ra chậm trải hiện ra ở trong nham thạch. Tu vụ phất tay đại môn, phản phất như bị lực lượng thật bí nào đó dẫn dắt, rầm rầm mở ra, lộ ra một cái bậc thang ẩn giấu ở chỗ sâu. Cái cầu thang này giống như là thông dơ tới, sâu thẳm vô tận. Mỗi một cấp đều tản mắt ra ngân qua nhà nhạt, phẩm phất là do tinh thần ngưng tụ mà thành. Tù vô, tu dĩnh tuyết cùng với hát liên ba người liền dọc theo bậc thang này đi xuống đó. Rất nhanh liền đi đến một gian phòng có ngân quan lấp lánh. Ở trong phòng trống trải không có cái gì chỉ có một cái hộp ngọc lơ lửng giữa không trung thân hộp bị phụ văn phức tạp vờn quanh đã mở ra ký tức thần bí tôi vô cất bướng tiến lên với tay liền hướng cái hộp ngọc đánh ra mấy đạo pháp quyết theo pháp quyết hạ xuống thì những cái phụ văn kia vặn phất bị cái lực lượng nào đó dẫn dắt nhau nhau vỡ vụn hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tán trên không trung mà hộp ngọc thì ở trong phụ văn vỡ vụn về một tiếng bay xa vướng vàng rơi vào trong tay của tô vô tô vô nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra chỉ thấy bên trong lặng lặng có nằm một cái chiếc chìa khóa hình thức cổ xưa cái chiếc chìa khóa này màu sắc ở giữa màu xanh và màu xám mặc dù chỉ dài hơn nửa thước nhưng mà tản mát ra một cổ ký thức nặng nề mà già nua phản phất ẩn chứa năm tháng và bí mật vô tận nếu mà viên minh ở nơi này nhất định có thể liếc mắt một cái là nhận ra cái chỗ phi phạm của chiếc chìa khóa xám xanh này. Chất liệu của nó chính là thế giới chi thụ trong truyền thuyết. <laughs> Sự cục đã tìm được rồi. Khuấy miệng của Tô Vô gửi lên một cái nụ cười hài lòng. Hắn trở tay thu hồi chìa khóa. Sau đó, hắn lại mang theo Tô Vĩnh Tuyết cùng với Hắc Liên hai người rời khỏi hang động, hướng về cái phía ngân tháp chạy như bay. Thân ảnh của bọn họ nhanh chóng biến mất ở lối xa hang động Chỉ để lại cánh cửa lớn chậm rãi khép kín Cùng với ngân quan đầy phòng kia Ở trong bóng tối Lặng lẽ lóe ra Phóng phát đang kể ra cái bí mật gì đó Không muốn cho người ta biết Tại phụ cận ngân tháp Lại qua một ngày Đăng truyền lệnh thứ 10 cuối cùng Vẫn là bậc vô âm tính Lòng của mọi người Như mặt hồ bị gió thổi qua Gỡn sóng phập phòng có có thể bình tĩnh được. Trận lệ nói, cái đơn thuyền lệnh cuối cùng này thật sự đã bị giấu trong cái gốc bí ẩn nào ở trong tâm với tiên trung rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai lấy được. Long hầu câu mày, trầm ngâm nói. Nghe vậy, kim thần khẽ lắc đầu. Có khả năng là như vậy. Chúng ta chờ thêm một chút nữa. Duyên Phục Long cùng với những người của Lạc Nhật Tông còn chưa có xuất hiện. Có lẽ bọn họ đang dốc lòng tìm kiếm đăng thường lệnh cuối cùng này á. Long Hậu nghe xong Theo bản năng liếc mắt nhìn vi minh Chỉ thấy thần thái của hắn Vẫn là tự nhiên như trước Vẫn phấn bên ngoài hỗn độn Điều không có liên quan đến hắn Khiến trong lòng Long Hậu không khỏi dâng lên một cô cảm xúc khó hiểu Lập tức trầm mặt xuống Lúc này ô lỗ đang khoanh chân ngồi ở bên cạnh viên minh Nguyên bản Hắn định đi ra bên ngoài tìm kiếm một phen Nhưng mà thứ cực thái tuế Sau khi thôn về mấy loại linh tài kịch độc thì lại hiển lộ ra dấu hiệu tiến giai tứ cấp trung giai. Ô độ dứt khoáng chặt đứt tâm tư đi ra bên ngoài, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng biến hóa của tư cực thái tuế, đề phòng. Ánh mắt Long Hồ lại chuyển sang vu vũ, trầm giọng hỏi. Dù vũ đờ hữu các người dẫn yêu quốc là trước hết tiến vào trong tam giới tiên chu không gian này. Vậy cái không gian chân tướng ở nơi này cũng là các người trước hết là tiết lộ cho chúng ta như vậy đối với tung tích của cái tấm đăng thuyền lệnh cuối cùng này các người thật sự là không biết gì cả sao hay là đang âm thầm mưu đồ cái gì đây dạng yêu của chúng ta tuy rằng sớm một bước tiến vào nơi đây nhưng mà khu vực được khám phá cũng cực kỳ hạn chế về cái vị trí của đăng thuyền lệnh cuối cùng chúng ta quả thật không có chút manh mối nào đạo hữu nếu mà không tin ta có thể lấy tâm ma ra thể Vua Vũ nghe vậy trịnh trọng nói. Long hậu thấy vua Vũ nói như là đinh đóng cột, trong lòng tôi có nghi ngờ nhưng cũng không tiếp tục ép hỏi nữa. Cầm ma đào hữu trong những tu sĩ tu tập ở nơi đây, người kiến thức rộng rãi nhất không biết có thể nghĩ đến biện pháp nào để phá cục hay không. Vua Vũ đột nhiên nhìn về phía Tư Mã Trường Cầm. Mấy ngày nay ta đã dốc lòng nghiên cứu đăng thuyền lệnh trong tay quả thực là có một chúng tầm đắc cấm chế ẩn chứa trong đăng thuyền lệnh này có một chúng đặc biệt dường như là cùng với những đăng thuyền lệnh khác có một cái tồn tại cảm ứng vi diệu nào đó đây tiêu mã chuyện cầm nói xong thì trong tay áo chậm rãi lấy ra một cái tấm đăng thuyền lệnh mặt ngoài có lưu quang rực rỡ dường như là cất dấu bí mật vô tận cảm ứng này là cái gì lông hồn như vậy có một chúng tò mò Hỏi Tư mã truyền cầm mỉm cười Nói Tại hạ từng tập được một cái bí pháp Vì vẫn có thể thúc giục cấm chế trong đăng thuyền lệnh Hoặc là có thể cảm ứng được vị trí của các đăng thuyền lệnh khác Chỉ có điều Bí pháp này cần nhiều đăng thuyền lệnh cùng nhau phối hợp Mới có thể thi chuyển được Bởi vậy tại hạ có một đề nghị Tạm thời cứ cho ta mượn đăng thuyền lệnh của các vị có thể cho ta mượn nó để cảm ứng được tung tích của đăng thuyền lệnh cuối cùng hả chăng lệ vừa mới nói ra long hậu nhất thời biến sắc cầm giọng nói cái gì đem đăng thuyền lệnh này giao cho ngươi <laughs> đăng thuyền lệnh này liên quan đến đại sự của chúng ta hắn có thể dễ dàng giao ra cầm ma đào hữu cái việc này không phải là chuyện đùa đâu nên bàn bạc kỹ hơn vua vũ vụ không từ chối cho ý kiến Đạm đài chân nhân cùng với kim thần cũng không tỏ thái độ gì. Hiển nhiên vẫn giữ cái thái độ bảo lưu đối với cái chuyện này. Từ mà hai trường cầm thấy thế, lưu đến thu hồi đang tuyển lệnh trong tay, thả nhiên nói. <laughs> <laughs> Nếu mà chịu dị không muốn tương trợ, vậy chúng ta cứ tiếp tục ở chỗ này chờ đợi đi. Có lẽ là qua một hai tháng nữa, cái đăng tuyển lệnh cuối cùng sẽ tự mình bay tới trước mặt chúng ta. Lời vừa nói ra, đám người long Hổ vô vũ sắc mặt đều khẽ biến bọn họ đều biết đi đến hỏa nham sa mặt này tầm bảo đã hao phí không ít thời gian thật sự là không có nhiều thời gian hơn để hao phí ở nơi này đạm đại chân nhân dẫn đầu phá vỡ tròn mặt hắn lật tay lấy ra hai cái tấm đăng thuyền lệnh nói cầm mà đại nhân nói rất là đúng đại hạ nguyện ý giao ra đăng thuyền lệnh bà qua kính xin cầm mà đại nhân ở chỗ này thi pháp để tránh phức tạp Kim thần thì hơi do dự Cũng lấy ra một tấm đăng thuyền lệnh cầm trong tay Nhìn mấy người chung quanh một cái Long hầu thế thế Cũng bắt đắc dị lấy ra một tấm đăng thuyền lệnh Viên minh thì trầm tư một lát mà không đổi sắc Lại lấy ra một tấm đăng thuyền lệnh Ánh mắt mọi người theo đó chuyển hướng đến Cái đoàn người vạn yêu quốc Vư vũ mỉm cười Nói Nếu tất cả mọi người đồng lòng như vậy và những quốc ta tự nhiên cũng sẽ không rơi ở phía sau. Nói xong, nàng cũng một tay xoay người, lòng một tay dựa ra thêm một tấm đăng thuyền lệnh. Nhưng mà, khi tư mã trường cầm nhìn thấy cái đăng thuyền lệnh trong tay, thì lông mẹ lại không khỏi nhíu lại. Hắn phát hiện, mỗi người giao ra đăng thuyền lệnh, hơn nữa trong tay hắn dĩ nhiên chỉ có bảy miếng. Chưa vậy, dường như là còn có đậu hữu nào đã cất dấu hai tấm đăng thuyền lệnh chưa có giao ra. Thời điểm như lúc này rồi, còn đùa giỡn cái loại khôn giặt đây sao? Trong thanh âm của tương mã truyền cầm, mang thêm một tia lạnh ý. Người ở đây nghe vậy, nghi ngờ lẫn nhau, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Cầm mà đại nhân, ta hạ cảm thấy hai tấm đăng thuyền lệnh kia có thể là không ở trong tay của chúng ta. Kim thần nói, người nói vậy là có ý gì? Ánh mắt tiêu mái truyền cầm chuyển động Trong đám người ở đây Kim mẫu hẳn là tới nơi này sớm nhất Trước khi ta tới Cái con số trên gương tròn đã là số 2 rồi Kim thần mở miệng Nói Ngay khi những lời này nói ra Thì bầu không khí trong hội trường lúc này Mới bắt đầu hòa hoãn Chẳng lẽ là Có người nhanh chân đến trước Đã sớm tiến vào bên trong ngân tháp rồi Hoặc là người nọ đến rồi lại đi Giờ phút này cũng không có ở nơi đây. Lông hồ câu mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đàm đại chân nhân ánh mắt chuyển sang tư mã trường cầm, mang thêm một tia vội vàng, hỏi. Cầm mà đầu hữu, với cái số lượng đang thường lệnh trong tay chúng ta hiện tại, có thể đủ để thi chuyển bí pháp của người không hả? Tư mã trường cầm khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Bảy miếng đăng truyền lệnh, hắn là có thể thử một phen. Đạm đài chân nhân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra cái vẻ vui mừng, cười, nói <laughs> Như vậy là tốt rồi Chỉ cần thi chuyện bí pháp Thì chúng ta nhất định là có thể biết được tung tích ba tấm đăng thường linh còn lại Mọi người nhau nhau gật đầu phụ họa Ngay cả viên minh cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý Tiếng mã truyền cầm thế thế liền nhắc nhở hơn mọi người Vậy mời các vị lấy đăng thiền lệnh ra Lần nữa khi ta thi pháp Mọi người cũng cần rót pháp lực vào trong lệnh bài Dứt lời hắn dẫn đầu dơ lên đăng thuyền lệnh của mình pháp lực mạnh mẽ mà ra hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn trong miệng thì lẩm bẩm âm tiếng tối nghĩa khó hiểu không ngừng được phun ra theo pháp quyết thi chuyển đăng thuyền lệnh trong tay tư mã truyền cầm trong nháy mắt để nổ ra ngân quang chói mắt nhanh chóng bành trướng thành một cái viên quang cầu màu bạc cỡ mấy thước đem cái tay trái của hắn hoàn toàn bao phủ trong đó những người khác thế thế cũng nhau nhau rót pháp lực vào trong đăng thuyền lệnh của mình chỉ chốc lát sau thứ bảy cái quả cầu ánh sáng màu bạc liền hiện lên trong lòng bàn tay của mọi người ánh sáng rực rỡ chiếu rọi y bào của mọi người rạng rỡ sinh huy phóng phất như là phủ thêm một cái tầng chiến giáp màu bạc lên tư mã trường cầm kẻ quát một tiếng quan cầu màu bạc trong tay mọi người đồng thời dâng lên từng đạo quan chủ quan chủ ở giữa không trung giao hội ngưng tụ thành một cái viên quan cầu khổng lồ hơn với cái nhìn chăm chú của mọi người, quan cầu chăm rãi bay lên, cũng đã dần dần lệch về phía đông nam. thì là tốt quá, bí pháp của nhiên có hữu hiệu rồi. Mọi người thấy thế trong lòng không khỏi vui mừng. Nhưng mà, Ngay khi quan cầu màu bạc kia sắp bay về phương xa, thì đột nhiên nó run rẩy. Ngay sau đó, lại là nổ tung trên không trung. Ngân quang như là nước chút xuống đem tất cả mọi người bên ngoài tháp bao vây trong đó hình thành nên một cái quan cầu màu bạc mỗi người kinh hô một tiếng thấy có bản năng muốn ra tay chống cự nhưng mà chung quanh ngân quan lại đột nhiên trở nên nồng nậm phản phấn có một cổ lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt bọn họ bay lên trời trực tiếp đụng vào trong mặt kính trên ngân tháp quan cầu màu bạc nhanh chóng đụng vào kính tròn trên đỉnh ngân tháp giống như là một đạo sao băng sẽ qua bầu trời đêm chồng nhé mắt chui vào trong đó mặt ngoài gương tròn nổi lên tầng tầng gần sống giống như là mặt hồ bị đá phá vỡ sự yên tĩnh mọi người chỉ cảm thấy không gian chung quanh bị mặn lớn sương mù màu, màu bạc tràn ngập sau một trận dao động kịch liệt gõm phất như là xuyên qua mấy tầng hàng rào vô hình cuối cùng hàng lâm đến một chỗ không gian thần bí tràn ngập sương mù trắng xóa theo quên thần ngân quan dần dần tiêu tám, bể tấm đăng thuyền lệnh lại một lần nữa trở lại trong tay của chủ nhân nhà mình mọi người không rảnh bận tâm những thứ này nhau nhau kinh nghi bất định đánh giá bốn phía mảnh không gian này bị sương mù dày đặc bao phủ mọi người phản phất đặt mình trong một cái ảo cảnh hư vô mờ mịt thân thể nhẹ nhàng lơ lửng trong hư không bốn phía một mảnh trắng xóa ngoại trừ sương mù thì không còn vật thể nào khác có thể thấy được. Biến cố bất thình linh này khiến cho mọi người sinh lòng cảnh giác, không biết là kế tiếp sẽ gặp phải khiêu chiến như thế nào. Xem trai nơi này chính là bên trong ngân tháp rồi. Cầm ma đời hữu thật sự là thần thông quảng đại, thi chuyển pháp thuật liền dẫn chúng ta đi vào. Vũ Vũ nhìn tư mã trường cầm trên mặt lộ vẻ một nụ cười khen ngợi. Tư mã trường cầm cũng không kể công lao, kiêu ngạo mà chậm rãi, nói Tại vì mới thi chuyển Chỉ là bí pháp dẫn đường Chỉ phần tại sao lại truyền tống tới chỗ này ta cũng không minh bạch lắm Có lẽ là trùng hợp nào đó thôi Những người khác nghe vậy Cũng không có tự tiện hành động Mà điều tự thi chuyển thu đợn Tiến hành dò xét Tuy nhiên áp lực không gian ở đây Dường như là lớn hơn áp lực của ngoài giới Những cái mạng xương mù trắng đó Đã cản trở nghiêm trọng tầm nhìn Và thần thức của mọi người cho nên tất cả mọi người càng thêm cẩn thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Xuống phía dưới. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy viên minh đang nhìn chăm chú phía dưới. Kim thận bên cạnh mở miệng, hỏi. Dạ đủ, phát hiện cái gì sao? Viên minh không có trả lời, mà lại trực tiếp bay xuống phía dưới. Ô lộ thế thế, không nói hai lời theo sát phía sau. Những người khác thấy tình hình như vậy cũng nhau nhau đi theo Vì Minh bay xuống phía dưới một lát Thì đột nhiên thay đổi phương hướng Bay sang bên trái Mọi người tuy rằng không rõ nguyên do Nhưng mà vẫn nhau nhau thay đổi phương hướng đi theo Vậy đủ Cứ đang dùng tướng nhạc liên ấn vào đường sao? Tướng mới truyền cầm tò mò hỏi Vi Minh không có nói gì Mà chỉ gật đầu Trong đăng điện của hắn Tướng nhạc liên ấn đang lơ lửng Chậm rãi chuyển động từ sau khi tu thành bất tử chi thể Thân thể của hắn Có thể tùy ý biến hóa Thúc giục linh bảo so với bình thường Càng thêm ẩn nấp Không cần tế xuất ra bên ngoài cơ thể Chỉ cần ở trong cơ thể liền có thể thi chuyển ra Giờ phút này Hai mắt của viên minh có kim quang mơ hồ Còn sen lẫn trận văn Phá trận ấn Với cái nhìn sâu so sắc của đôi kim nhãn này Thì những xương trắng Lộn xộn ở trong mắt của người khác lại bày ra một cái loại biến hóa trận pháp mờ mịt. Hiển nhiên là ở trong xương trắng này có cất giấu một cái ảo trận có một chúng cao minh. Cái trận này tuy rằng là cao minh, đã đặt đến cấp 7, nhưng mà chẳng biết vì sao vẫn chưa có phát huy đến cực hạn. Vì mình chỉ cần dựa vào thúc dục phá trận ấn của chính mình, thì hơn một nửa năng lực nhìn thấu của hỏa nhãn kim tinh đã nhìn ra được manh mối trong đó. Vì mình cứ như vậy mà dẫn dắt mọi người ở trong xương mù này chợt lên, chợt xuống, vì đồ hung non nữa khắc đồng hồ Thì tầm nhìn của mọi người đột nhiên trở nên rõ ràng Thình linh phát hiện ra Mình đã bắt chi bắt giác Đã bay ra khỏi cái mảnh xương trắng bao phủ kia Hiện ra trước mắt của mọi người Là một mảnh đại địa bao la vô ngần Địa thế bằng phẳng Chống chảy mà yên tĩnh Ở giữa mảnh đại địa này Lại có một cái tế đàn cao lớn Có một màu xanh xám lặng lặng đứng yên Có vẻ là trang trọng Và thần bí cái tòa tế đàn này cao khoảng tới trăm trượng Toàn thân với một loại gỗ kỳ lạ xây nên Mặc dù cách xa nhau rất là xa Nhưng mà mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng Có một cổ khí tức sinh mạng phản phất Từ trong năm tháng viễn cổ truyền đến Từ trong cái tế đàn truyền ra Một cái cầu thang bằng gỗ ước chừng dài đến ngàn bậc Từ cái đỉnh tế đàn Một đường kéo dài đến trước mặt của mọi người Mỗi một bậc thang đều rộng rãi dị thường Đủ để dung nạp mấy người đồng thời đứng thẳng Mà sẽ không có vẻ chật chội Long hầu xa xa nhìn cái tòa tế đàn kia Trong mắt Chờ này cái vẻ thán phục Mở miệng nói Cái cây gỗ này Chẳng lẽ là thế giới chi thụ trong truyền thuyết sao Rốt cục Lại có tài phú lớn như vậy Mà lại dùng cái loại gỗ quý giá này Xây dựng cái tế đàn cùng với cây cầu thang chứ Đạm đại chân nhân nghe vậy cũng không khỏi lộ ra cái vẻ kinh nghi hắn hỏi thế giới chi thụ lòng đầu hữu vì chắc chứ lâm hậu gật đầu khẳng định nói trong thiên lồng điện của ta có cất giấu một quyển điển tịch một trên miêu tả tỷ mỹ đặc thù của thế giới chi thụ cũng có hình vẽ nữa ta lật xem qua nhiều lần tự nhiên là sẽ nhận không sai lời vừa mới nói ra thì những người khác cũng nhau nhau tiến lên cẩn thận đánh giá cái tế đàn kia rất là nhiều người càng là nhịn không được Mà đưa tay chạm đến cái chỗ mặt ngoài của cái gỗ Dường như là muốn kề sát Để cảm thụ được chút khí tức của vạn mổ chi tổ này Thế giới chi tổ chính là linh mộc trong truyền thuyết Đã sớm tuyệt tích trên thế gian Không ngờ lại xuất hiện ở nơi đây Vì mình phát hiện cái thế đàn này sớm hơn long hậu Sắc mặt hắn tuy rằng là bình tĩnh Nhưng mà trong lòng đã quá mừng quá đổi Lúc trước ở Bạch Đế Thành Hắn ngẫu nhiên có được một cái thân cây của thế giới chi thụ Đã khiến cho bất tiêu thụ của hắn Sinh ra lột xác Cũng sinh ra hơn 10 sợi vạn mọc bản nguyên lực Mà cái tế đàn trước mắt này Là do thế giới chi thụ chế thành Nếu như có thể đem toàn bộ hôn luyện hóa Như vậy thì bất tiêu thụ của hắn Không biết sẽ tinh tiến đến cái trình độ nào đây Kết quả là Phi Minh cũng tiến đến gần tế đàn Đôi tay nhẹ nhàng, nhàng chạm vào trong mặt gỗ lòng mà tay của hắn tót xa một cái cọng rễ bắt tiêu thụ thu lợi đâm vào bên trong thế đàn nhưng mà khi hắn ý đồ phát lực hấp dẫn bản nguyên lực của thế giới chi thụ thì là phát hiện toàn bộ thế đàn bị một cổ lực lượng cấm chế cường đại nào đó bao phủ vô lượng là rễ của bắt tiêu thụ phát lực như thế nào cũng đều không cách nào hấp thu được nửa điểm linh lực ngay khi mọi người cẩn thận quan sát cái thế đàn thần biến này thì trên thế đàn đột nhiên dâng lên một đạo linh quang màu xanh Đạo linh quang này ở giữa không trung ngưng tụ thành một hư ảnh một lão giả tóc xanh râu xanh. Sự xuất hiện của lão làm cho người ta ở dưới thế đàn cả kinh, ánh mắt nhau nhau hướng về phía lão giả đột nhiên xuất hiện này. À, 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 Chuyện gì quá nhiên là không có tầm thường Lại có thể tiến vào trong tam giới tiên chu Lại còn có thể tới nơi này nữa Ở à, xem ra tam giới tiên chu có hy vọng tìm được một người đúng tư cách làm người cầm lái rồi ta chính là đại chủ của tam giới tiên chu, các người có thể gọi ta chính là giới sát. Lão giả râu xanh ở trên mặt chàng đầy cái nụ cười ấm áp nói với mọi người. Nghe xong lời này, trong lòng của mọi người đều vui vẻ, thầm nghĩ nơi này quả thật là tam giới tiên chu ở trong truyền thuyết. Mà từ trong lời nói của giới sát, bọn họ dường như đã cảm nhận được một tí ý tứ lựa chọn người kế thừa. Lâm hầu mắt sáng như đuốc, cẩn thận đánh giá giới sát, đột nhiên nói. Đà thủ, nếu mà tao đoán không sai, các hạ hẳn là khí linh của tam giới tiên chúng. Giới sát mỉm cười, hồi đáp. <cười> ừ, ừ, ừ. với giới tiên chúng mà nói Đà thủ cùng với khí linh Bắt quá là sưng hô bất đồng trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Giám hội với sách tiền bối, chúng ta làm sao có thể khống chế được tam giới tiên chú? Kim Trần trực tiếp hỏi ra cái nghi hoặc chung của mọi người. Dễ sáng ánh mắt thầm thủy, chậm rãi, nói. Thủ đoạn cực kỳ thì rất đơn giản. Thế đàn ta đứng chính là đầu mối khống chế tam giới tiên chú. Ai có thể dẫn đầu đi lên ngàn bậc thang này leo lên tế đàn thì người đó sẽ là người khống chế tam giới tiền chu kế tiếp đạm đài chân nhân nhíu mày liếc mắt nhìn vu vũ, vũ trầm giọng hỏi Giữ sao tiền bối chúng ta làm sao tin tưởng được lời của người nói đây cái trận thí luyện này sẽ không phải là cạm bẫy với một số người tỉ mỉ bố trí chứ vu vũ, vũ sắc mặt như thường dường như là cũng không nhận ra ánh mắt của đạm đài chân nhân dây sắc thần sắc không thay đổi thản nhiên nói nếu mà các ngươi không tin chỉ cần thúc giục đăng truyền lĩnh là có thể tự mình rời khỏi lại cũng không cần phải tự chứng minh đạm đài chân nhân nghe vậy câu mày nhưng vẫn chưa có cái ý định rời khỏi lúc này viên minh mới mở miệng hỏi leo lên bậc thang này có cần tuân thủ quy củ gì không giới sáng gật đầu nói ra đương nhiên rồi mỗi người chỉ có một cơ hội nếm thử thất bại coi như là đào thái trong quá trình leo lên thân thể phải hoàn toàn đứng ở trên bậc thang nếu có bất kỳ cái bộ phận nào bị thoát ra thì cũng coi như là thất bại Bất quả leo lên tới đàn cũng có phần thưởng nếu mà có thể leo lên 300 cấp, 600 cấp, 900 cấp, cấp đều có thể từ chỗ của ta lựa chọn một cái bảo vật màng đi. Cho dù cuối cùng không thể lên tới đỉnh cũng sẽ không ổn công giác trả một hồi Mọi người nghe vậy, nhất thời nghị luận sôi nổi. Cái bậc thang này nhìn như là bình thường, nhưng mà trong miệng giới sát lại ẩn chứa một hồi khảo nghiệm khó khăn không nhỏ. Giữa các trận doanh mặc dù không có trao đổi nhưng mà rất nhanh lại ra quyết định giống nhau phải ra nhân thủ dò đường trước vua vụ hưu đạo mắt nói khổng lương các ngươi đi đi mấy tên yêu tộc cấp 5 đến từ vạn yêu quát nghe vậy lập tức đứng ra hành lễ với vua vũ xong liền không quay đầu mà bước lên bậc thang cùng lúc đó các thế lực khác cũng nhau nhau phá ra tu sĩ cấp phản hư thử leo bậc thang vì tu sĩ cảnh giới pháp tướng kỳ của mình mà thăm dò con đường phía trước. Thanh Nam có ô lỗ chuyện cho viên minh. Viên Quỳnh, ta cũng đi thử xem. Viên minh gật đầu dặn dò. Cẩn thận là trên hết. Nếu có gì không ổn thì đưa về. Ô lỗ lên tiếng sau đó liền bước chân lên bậc thang. Cách đó không xa. Nam thượng phong của hố đại la phái cũng đi ra. Sau khi chào ô lỗ thì cùng nhau bước lên bậc thang nhìn như là bình thường nhưng ẩn giấu huyền cơ này. Tiên Minh nhìn theo bóng lưng của Nam Thượng Phong cùng với Âu Lỗ, trong lòng cũng không dám buông lỏng. Hắn lặng lẽ đem tâm thần của mình chìm vào trong thâu thiên đỉnh cùng với tịch ảnh tham khảo thí luyện sắp tới. Thí luyện tam giới tiên chu tuyệt đối không phải là trò đùa. Thanh âm của tịch ảnh quanh quẩn trong đỉnh mang theo vài phần ngưng trọng. Ta đoán những tu sĩ cảnh giới phẫn hư kia chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến 300 trăm bậc thang sẽ bị kiệt sức mà quay trở về phân hồn của viên minh hơi ngẩng đầu tỏ vẻ đồng ý ừ đích xác là như vậy cái con đường phía sau chỉ sợ chỉ có tu sĩ cảnh giới pháp tướng mới có thể chân chính thăm dò ra sâu cạn thôi chỉ là ta lo lắng chính là khó khăn trên bậc thang chỉ có thể tự mình trải qua mới có thể cảm nhận được nếu như vậy mọi người cũng chỉ có thể dù vào bản lĩnh không thể quan sát tình huống người khác leo lên bậc thang rồi tịch ảnh thở dài tiếp tục nói không chỉ là như vậy giới sách trước đó cũng không có đề cập đến trên bậc thang có cho phép tranh đấu hay là không mà quy tắc thân thể kia không thể hoàn toàn rời khỏi bậc thang trong mắt ta còn giống như là đang âm thầm cổ vũ tranh đấu chỉ sợ rằng đến cuối cùng cái trận khảo hạch này sẽ biến thành một cái hồi hỗn chiến mất bất quá giới thực lực của ngươi người trường tư mã trường cầm cùng với du vũ ra thì cũng không cần quá lo lắng đâu ừ, mục đích của tư mã trường cầm không phải là tam giới tiên chu ta cũng không có lo lắng lắm nhưng mà vua vũ là nữ hoàng của dạng nghiệp quốc lại không thể không đề phòng nàng đã chủ động nói cho ta biết tình báo của tam giới tiên chu tất nhiên là có tính toán sâu hơn phân hộn của viên minh trầm tư một lát nói <laughs> người biết là tốt rồi nữ nhân này tâm cơ thâm chậm người dạng lần đừng có bị mỹ mạo của nàng mê quặc lúc nên ra tay nhất định phải quyết đoán ra tay không được có chút cho dữ đó tịch ảnh hừ lạnh một tiếng nhắc nhở <laughs> yên tâm đi ta cũng không phải là có loại người thương qua thiết ngọc mà lúc lên bậc thang ta tuyệt đối sẽ không để cho bất luận cái nào cho ở trước người ta viên minh cười khăn một tiếng hồi đáp ngay khi bọn họ nói chuyện với nhau thì một đám yêu tộc cấp 5 của tu sĩ cảnh giới phẫn hư đã bước lên bậc thang nhìn như là bình thường, nhưng mà ẩn dấu huyền cơ kia. Thân ảnh của bọn họ ở trên bậc thang dần dần đi xa. Mà viên minh thì lặng lặng đứng ở tại chỗ, ánh mắt thầm túy, trong lòng đã sớm chuẩn bị tốt để ứng đối hết thảy. U lỗ cùng với nam tượng phong hai người này trà trộn trong đám người, bước lên bậc thang kia nhìn như là bình thường không có gì xa lạ. Râm, râm. Một thanh âm chậm thấp đột nhiên vang lên bên tai của hai người bọn họ, giống như là có một lực lượng cổ xưa nào đó bị xúc động. Bọn họ trong nháy mắt đã cảm thấy mình phản phất đặt mình ở đáy biển sâu vạn trượng. Không gian bốn phía, phản phất đã động lại thành một cái thực chất để ép thân thể bọn họ. Cùng lúc đó, mấy cô áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng mạnh liệt mà tới, như là muốn đem bọn họ ép sống, đặt ở trên bậc thang này hai người đều là thần sắc nghiêm túc nhanh chóng bóp động pháp quyết pháp lực trong cơ thể mãnh liệt như là thủy triều mà ra ở trên người nhau nhau sáng lên linh quang hình thành nên mạng sáng bảo hộ đem áp lực rơi vào trên người triệt tiêu hơn phân nửa. nhưng mà không đợi bọn họ thở phào nhẹ nhõm thì bậc thang gỗ dưới chân đột nhiên phát ra một cột hấp lực quỷ dị bắt đầu cuồn cuộn không ngừng ấn nút pháp lực của bọn họ pháp lực trong cơ thể của ô lỗ cùng với nam thượng phong nhất thời mất cân bằng liên quan bên ngoài cơ thể cũng bắt đầu lắc lư. bọn họ thân là tu sĩ phản hư kỳ pháp lực thâm hậu, nhưng mà giờ phút này cũng không thể không toàn lực ứng đối để chống đỡ lực hút dưới chân cùng với áp lực bên ngoài. trải qua một phen cố gắng, thì bọn họ suốt cuộc cũng đã điều chỉnh tốt được pháp lực trong cơ thể vận chuyển. lại một lần nữa nâng bước chân bước lên bậc thang thứ hai. trong phút chốc áp lực bên ngoài bản thân cùng với lực hút dưới chân đều là tăng mạnh lên một đoạn phỏng vấn có gông xiềng vô hình trói buộc thân thể bọn họ ô lỗ cùng với nam tượng phong không thể không dừng bước Lên một lần nữa điều chỉnh lại trạng thái của mình thời gian kế tiếp bọn họ thình lình phát hiện mỗi bước lên mỗi một bậc thang thì áp lực cùng với lực hút đều sẽ tăng cường lên vài phần ứng ừ đối cũng lại càng thêm khó khăn ngay từ đầu bọn họ còn có thể ở trong mấy khí tức leo lên một cái bậc thang nhưng mà càng ngày càng đi lên Thì thời gian hao tốn lại càng lâu Có lúc thậm chí thời gian một nén nhang Cũng không thể bước ra một bước ngẩng đầu nhìn lên Cái hàng trăm bậc thang phía trên Bọn họ không khỏi từ sâu trong nội tâm cảm thấy Có một trận vô lực Phật phất ở phía trước Là một cái tòa núi cao không thể vượt qua Các tu sĩ pháp tướng kỳ phía dưới Nhìn thấy hết thảy Dần dần cũng suy nghĩ ra được một chút chi tiết liên quan đến khảo hạch Bắt đầu tiên hỏi đối sách Ý đồ Tìm được cái thủ đoạn ứng đối Cái loại áp lực và hấp lực này Vì mình lúc này đang vận chuyển Hỏa nhãn kim tinh Cẩn thận quan sát tình huống của ô lỗ và nam thượng phong Rất nhanh Hắn liền nhận ra cái vấn đề mà tịch ảnh ám chỉ Thì ra Hấp lực từ bậc thang chuyển đến Không chỉ là nhằm vào trong pháp lực Mà còn hấp thu khí quyết Cùng với hồn lực của người leo lên không chỉ là như vậy mà các bậc thang nuốt chửng từng người leo lên thì cũng có khác nhau đối với người có khí quyến hùng hậu thì bậc thang hấp thu liền nhiều hơn một chút mà đối với những người thể tu gầy yếu kia thì bậc thang hấp thu liền ít hơn một chút cái loại khác biệt này làm cho viên minh cảm thấy kinh ngạc cũng làm cho hắn càng thêm cảnh giác xem ra các bậc thang này tương đối là thông linh ha nhưng mà không phải là không có cách nào ứng đối ánh mắt viên minh chợt lóe lên trong lòng mơ hồ đã có đối sách thật hả vậy ta sẽ chờ xem thản nhiên tịch ảnh nói chứ thì không nói đi tịch ảnh ngươi ở trong thâu thiên đỉnh đối với cảm ứng ở bên ngoài có thể nói là dị thường nhạy bén hơn nữa ta hình như là không cảm ứng được hồn được dao động của ngươi hồn tú của ngươi đã đặt đến cảnh giới gì rồi chẳng lẽ Viên Minh đột nhiên chuyển đề tài Hỏi tịch ảnh về cảnh giới hồn tu của nàng Nghe vậy tịch ảnh thản nhiên Cười nói <cười> Người đoán không sai Trước đó không lâu ta đã đột phá hồn tu Đã đạt đến cảnh giới mệnh vu rồi Viên Minh nghe xong lời này Vừa mừng vừa sợ Hắn biết rõ hồn tu cảnh giới mệnh vu Cường đại cỡ nào Không chỉ có năng lực suy tính tăng lên nhiều Còn có thể ở trình độ nhất định Nhìn thấu vận mạng còn có thể tu thành thân thể âm nguyệt. Cái loại trạng thái vô hình vô ảnh này để khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hâm mộ. <laughs> Khó tránh, người có lòng tin ở bên cạnh tôi mới trường cầm. Mà nói cho tôi biết cảm giác mệnh du là thế nào đi. Nghe nói, sau khi đạt đến cảnh giới mệnh du, thì còn có thể nhìn thấu được vận mệnh ở một mức độ nhất định. Đó là thiệt hả? Còn có nghe nói mệnh du, có thể để cho thần hồn cùng với thân thể dung hợp, tu thành thân thể âm nguyệt, vô hình vô ảnh. Người có thể cho ta kiến thức một phen hay không hả vi minh liên tiếp hỏi ra vài cái vấn đề tiềm tàng trong lòng tịch ảnh cười giải đáp nghi vấn của vi minh sau đó hai tay bóng quyết thân thể của nàng nhanh chóng biến thành cái trạng thái hư ảnh rất nhanh hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác của vi minh lúc này vô luận là vi minh cố gắng cảm giác như thế nào đều không thể nhận ra cái sự tồn tại của tịch ảnh đây chính là âm nguyệt chi thể sao quả như là quyền diệu vô cùng ha khó tránh khi ở bên ngoài tháp người ẩn thân tới gần ta ta đã hoàn toàn không phát hiện được hơn nữa năng lực của âm nguyệt chi thế này dường như là vượt xa ẩn thân đơn thuần ha nếu không cũng sẽ không có công hiệu cường đại như vậy á trong cái thanh âm của viên minh tràn ngập kinh ngạc cùng với tò mò năng lực ẩn thân của âm nguyệt chi thể khiến hắn thấy vô cùng chấn động cái loại năng lực này cơ hồ có thể đánh động với độ thiên thạch phụ trong tay của ô lỗ làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu chỗ chân thật của nó. Tịch ảnh khẽ gật đầu, giải thích. Âm nguyệt chi thể, đích xác thần diệu phi phàm, ngoài trừ ẩn thân ra, thì nó còn có thể che đậy được thiên cơ của bản thân, khiến cho người khác tự nhiên bỏ qua sự tồn tại của nó. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến cho âm nguyệt chi thể khó có thể bị phát hiện đó. Che đậy thiên cơ? Ờ, à, thì ra là vậy, cái năng lực này quả nhiên có chúng nghịch thiên ha. Viên Minh bừng tỉnh đại ngộ Thời gian kế tiếp Thì Vi Minh một bên quan sát đám người ô lỗ Đăng cấp Thì một bên đồng thời hướng lại tịch ảnh Hỏi cái năng lực khác của mệnh vua Tịch ảnh kiên nhẫn giải đám từng câu một Trong thanh âm Để lộ ra cái lý giải sâu sắc Đối với mệnh vua chi đạo Ngôi chịu năng lực suy tính Và ẩn thân cường đại Thì mệnh vua còn có hiểu rõ được huyền bí Của tam hồn thất phách đối với thần ngộn có lực lượng chữa thương rất là mạnh chỉ cần không có hoàn toàn hồn phi phách tán thì mệnh vu đều có thể tự cứu sống lại lúc trước hạ kiệt chi điểm cho viên minh chính là vì ngày sau viên minh đạt đến cảnh giới mệnh vu đã có thể mượn các loại năng lực này trợ giúp chữa thương ngoài trừ những năng lực cơ bản này ra sau khi người tiến gia lên mệnh vu còn có thức tỉnh những thần thông khác không hả viên minh nghĩ tới cái gì đó lại hỏi Tịch ảnh im lặng một lát Sau đó lắc đầu Chỉ vào bên ngoài nói Việc này nói sao đi Ngươi xem Khảo nghiệm có đám người ô lỗ Đã đến thời khắc máu chốt rồi kìa Viên Minh nhận thấy tịch ảnh không muốn nói nhiều Liền không muốn tiếp tục truy vấn Ngược lại nhìn về phía mọi người Trên cầu thang Lúc này đây Ô lỗ và những người khác trước đã leo lên vị trí tương đối cao Đội ngũ vốn chạy song song dưới hai lần khảo nghiệm, áp lực và lực hút dần dần kéo ra cái chênh lệch. Tốc độ leo nhanh nhất đã đến gần 200 bậc thang, mà chậm nhất là mới 7 80 bậc. Ô lỗ cùng với Nam Tường Phong thì ở vào cái trình độ trung bình. Vừa không điều lĩnh, cũng không bị bỏ rơi. Bất kể là nhanh hay là chậm, người leo núi đều lộ vẻ mệt mỏi. Rất là nhiều người thậm chí thân hình đã có một chút lung lay sắp đổ. Cái loại khảo nghiệm gian khổ này không chỉ là khảo nghiệm thực lực của bọn họ, mà càng là khảo nghiệm ý chí cùng với nghị lực của bọn họ. Không bao lâu, cái người thua cuộc đầu tiên rốt cuộc đã xuất hiện. Đó chính là một cái tu yêu tu đến từ vạn yêu quốc, bản thể chính là một thanh xà cấp 5. Khi hắn đặt chân lên bậc thang thứ 130, thì rốt cuộc, ngăn cản không được áp lực cùng với lực hút cường đại kia. Tổng bộ thang thể nặng nề, quỳ xuống trên bậc thang cũng không cách nào nhúc nhích. Dễ sáng ở trên tế đàn, mà không chút thay đổi phất tay một đậu linh quang màu xanh biết hiện lên thanh xạ cấp 5 kia liền bị truyền tống ra khỏi mặt đất phía dưới cầu thang yêu tộc cấp 5 của vạn yêu quốc vẫn chưa có tham gia khảo nghiệm toàn bộ lập tức có yêu tộc quen biến tiến lên đỡ cái người thu cuộc này sang một bên lúc này một đậu thân ảnh đi tới đó chính là địch hỏa trong tay hắn cầm một hộp ngọc màu trắng đưa đến trước mặt của xà yêu cấp nông nói gì điều huynh Ngươi thật nhìn thương thế không nhẹ, cái viên ngọc lên hội nguyên đa này, ngươi ăn vào đi, đối với thương thế của người có trợ giúp lớn á. Hợp ngọc mở ra, lửa thấy có một cái viên đa dược đỏ trắng đan sen, tạo mát xa cái mùi thuốc kỳ dị. Nhưng mà tệ nhớ không lầm, đây là đang dược chữa thương mới nhất của quả Lan thập nghiên cứu ra, không chỉ là có thể nhanh chóng khôi phục yêu lực, ờ, trên cái phương diện khôi phục khí quyết lực cũng có kỳ diệu á. À đối với người quả thật là phi thượng thích hợp. Đó. Cái người đỡ xà ly chính là một yêu tu thanh xà tộc khác, mắt sáng người Xà ly nhìn đang dược, động tâm không thôi, nhưng mà vẫn khoát tay cự tuyệt, nói Anh quả quanh, cái đang dược này căng quý như vậy, ta không thể nhận được. Quan hệ giữa các tộc trong phần yêu quốc rất là phức tạp. Giữa thanh xà tộc cùng với hỏa lan tộc cũng không có thâm giao gì Hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhận lấy đan dược của địch hỏa Địch hỏa cười Nói Sợi Lý Quynh Ngươi hiểu lầm rồi Ngọc Linh hội nguyên đan này Là ta tự tay luyện chế Cũng không phải là vật chân quý Ta lấy ra Chỉ là muốn kiếm một chút tiền vốn mà thôi Sợi Ly bừng tỉnh đại ngộ Hỏi Không biết địch quả Quynh Định bán bao nhiêu linh thạch hả Bạch Ngân Sơn này Khắp nơi đều là bảo vật Sợi Lý Quynh chắc hẳn cũng thu không ít Tiểu đệ muốn dùng đan dược này để lấy một chúng linh thảo để tiếp tục luyện đan. À, một quả ngọc linh hội nguyên đan này đổi lấy hai gốc linh thảo cấp 5 hoặc là 10 gốc linh thảo cấp 4. Địch hỏa hồi đáp. Cái giá này có thể nói là tương đối thực tế. Xà ly không nói hai lời. Liền lấy ra hai gốc linh thảo cấp 5. Đổi lấy cái viên ngọc linh hội nguyên đan này ăn vào. Đan dược nhập thể. Trên người hắn nổi lên cái tia hồng quang sắc mặt tái nhợt quả như là khôi phục không ít. Tam yêu lần này trao đổi cũng không gây nên sóng gió gì quá lớn. Thế năm mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để yêu tộc khác bên cạnh nghe hết thảy. Không ít yêu tộc cấp năm chưa có tham gia thí luyện, xin ra hứng thú đối với Ngọc Linh Hội Nguyên Đan. Nhờ nhau lấy linh thảo ra đổi lấy đan dược dự bị. Còn vu vũ, vũ, và cái đám người thanh xà vương thì chẳng thèm ngó tới. Ánh mắt của bọn họ thủy chung tập trung ở trên bậc thang. Chú ý những tu sĩ phản hư còn đang gian nan leo lên. Đã kết thúc tập 312 cái bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn hay, hãy cho cốc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 313 của bộ truyện Tiên giả của tác giả Vùng Ngữ nhé